đây là xã Phước Tân, Phước Tân đúng không? Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Là chỗ này là họ lấy hai quy hoạch là 270 mét vuông. 270 hecta, 270 hecta để làm dự án nông nghiệp xanh, công nghệ cao. Dạ. Áp dụng giống như Đà Lạt đấy. Dạ. Trồng cây trong nhà lưới rồi gì đó. Dạ. Chắc là vậy. Nhưng mà mới đầu thu hồi làm trước là 50 hecta. Là cũng gần với cái vị trí 4 hecta kia. Gần đó. Cái đường mà 4 hecta cái này anh nói là phóng qua là thẳng với cái đường này nè. Dạ. Cái chỗ ngã ba mình đầu xe đó là đi thẳng qua là đấu với đường này. Đấu với đường này luôn. À đấu đường này luôn. Tức là dự án á. Đường này cũng chuẩn. Có đường này cũng đang từ nay cho đến hết năm nay là lăn nhiều luôn nè. Dạ. Đây cái rừng cao su rất là đẹp nhỉ, mát mẻ. Anh Tuấn như anh ấy mà sao anh nếu mà có nhiều thông tin thế anh giữ lại, nếu mà anh chưa cần tiền gấp thì có thể giữ lại sau này nhiều tiềm năng hơn nhỉ. Nó đang giai đoạn nó cũng vẫn thì anh cũng nói nó vậy, nhưng mà hình như là bên đó vừa rồi nó có đầu tư mở một cái quán phở Việt Nam. Nó cần tiền hay sao? Thì đấy cái nô đất chính toàn là cái nô đất đấy anh, mà anh bắn luôn cả các cái chủ trương của tỉnh, các cái cuộc họp anh bắn qua cho nó luôn mà anh. À. Gửi cả clip rồi cả ấy cho nó mà. Yeah. Nó cứ từ từ đi mà sao nó nóng. Nó vội nó bán đi. Đây đang nói chuyện về cái lô 4,4 hecta đây thì tức là chính toàn là khu vực này quy hoạch rất là tốt. Nên nếu như mà đầu tư ở cái lô đất đấy là tương lai rất là tốt chú nhỉ. Và với giá như vậy là rất hợp lý, bởi vì ngay đó thôi người ta cũng đã chào bán tới 6 tỷ một hecta. Ở đây thì 4 tỷ, hơn 4 tỷ một chút thôi. Hecta là giá rất là tốt. Ở đây là có hai dự án của bên BKMX Bình Dương và một dự án của bên Nhật nữa. Là hai cái dự án khác nhau, hai cái khác nhau. Bắc Bình Dương là 2.500 hecta, 2.500 mét vuông, hecta luôn. Còn cái này là của thằng Nhật. Nhật thì Nhật là 270. Còn BKMX tới hơn 2.000 luôn. 2.500. Hơn 2.500. 2.500 mà nó đã chuyển cho công ty 200 tỷ rồi. À. Để coi như là nó làm bây giờ nó đang chạy qua chính phủ. À. Cái Solari ở trên. Trên Châu Đức thì như là cũng có 24.000 hecta đó. Cái hai BB 2.400 hecta. Cái BKMX này là nó làm dự án gì đây chú? Công nghiệp với lại kết hợp với nhà ở dân chúng. Tức là khu công nghiệp và nhà ở luôn. Công nghiệp và dân cư ở dân chúng. Tức là để làm theo mô hình của Bình Dương để phục vụ luôn cho khu công nghiệp đấy luôn đấy. Đấy, có dần ở luôn. Thì đấy tức là quanh quẩn ở cái vị trí lô đất 4 hecta đấy đúng không? Trong vòng tức là cái bán kính của cái từ cái lô đấy, cái đất đó, lô đất của anh Tuấn không bị dính, không bị thu hồi, không bị gì nhỉ? Đất nào? Không, tức là nó nằm cách cái dự án của mình trong vòng cỡ khoảng từ 500 tới 1 cây số. Đấy, tức là từ cái chỗ đất đó đến cái dự án này là khoảng 1 cây số đổ lại thôi, nên là cái giá trị đầu tư cho cái lô đất này tương đối lớn đấy. À. Phải đúng không? Phải là đi về Ba Tô đây. Đây là đi về Ba Tô đây. Nếu tính đường chim bay mà ra các cái khu du lịch Hồ Tràm thì trong vòng 10 cây số chứ mấy. Yeah. Mà anh nghĩ bây giờ anh đã đi du lịch nhiều nơi rồi. Các cái vệ tinh mà phục vụ cho trung tâm du lịch nó có khoảng 30-40 cây là chuyện bình thường. Cho nên là anh thấy ở đây nó là một cái khu tiềm năng chính về Ba Tô. Đường này gọi là đường gì chú nhỉ? Đường này là đường tỉnh lộ 328. Tỉnh lộ 328 là chạy thẳng đến ngã tư Ba Tô đây. Đường vừa nãy đây. Tỉnh lộ này nó đi xuyên đến cái ngã 6 hay ngã 5 Xuân Sơn Đá Bạc gì đấy. Tỉnh lộ này lên cái là đến xã đây là ngã tư cái là mình quẹo qua là ấy. Còn nếu tỉnh lộ này là đi xuyên qua quốc lộ 1 luôn chứ, ra ngay chỗ ngã ba Xuân Cát, đi qua sông Ray ha. Đúng rồi, cái này đi sông Ray Đồng Nai đó. Xuân Lộc. Ra Xuân Lộc. Từ là đây nha, từ cái nồi đất là xoay đó nó. 4 ta ở đấy. Ngã tư Xuân Lộc. Quý vị nào có nên nhu cầu hãy alo ngay cho tôi nhé. Cơ hội đầu tư cũng rất là tốt. Chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng rồi.